Hôm nay đội anh thua cả chục trái, buồn héo. Về nhà với em, héo mấy cũng tươi. Này đây là rau tươi xanh, thì tươi này chiên nuôi cho vàng bụng. Và đây là cá cơm tươi làm nên vị ngon Nam Ngư. Là Nam Ngư cá cơm tươi. Có em luôn tươi cười, cùng món ngon đón anh về nhà. Về nhà là đời sẽ tươi. Bí quyết của tôi, Nam Ngư cá cơm tươi. Nam Ngư cá cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Jinsu Foods.